Chào quý ông bà, cô bác, anh chị nha. Chào anh em cần thủ trên mọi miền đất nước ha. Hôm nay ngày mùng 6, mình kênh Máy Câu Nhật Bãi xin gửi đến cả nhà lời chúc sức khỏe ha. Một năm mới an khang thịnh vượng. Hôm nay em lên tiếp 6 cây cần nha. Ngày mùng 6 em lên 6 cây cần ha. Rồi. Cây số 1 nha. Cây số 1 là một cây cần máy ngang ha. Đây, cây máy ngang. Về tổng thể như thế này nha. Đó, máy ngang tổng thể như thế này. Khoen của nó là toàn bộ khoen là inox hết ha. Khoen inox hết. Đó. Cây này dài 1 mét. Cây này là cây Olympic. Cây Olympic ha, nội địa Nhật nha. Đây. Japan. Đó. Có chữ Japan. Rồi, Olympic ha. Cây này dài của nó là tầm dài tầm 1m65 ha, 1m65. Đó cũng khá dịu nha, cũng không có dạng cứng cáp lắm đâu. Nhưng mà nó là cần đặt nha anh em, đặt hết ha. Khoen bát inox mà nó đặt hết á. Đó. Cần về ngoại hình còn đẹp nha, cây này về ngoại hình còn khá đẹp ạ. Rồi. Tổng thể như thế này ha. Rồi, cây này sử dụng cho máy ngang nha. Mã số 1 ha. Mã số 1 này cái đọt của nó, để mình đo cái đọt mấy ly. Rồi. Thì dòng này đọt nó cứ tầm khoảng 2 ly ha, 2 ly 1, 2 ly 2 á. Nhưng mà mình tính đơn giản thôi, đọt 2 ly ha. Mã số 1 đọt 2 ly. Dài 1m65, khoen bát inox hết. Dùng cho máy ngang nha, hàng bạo lực. Rồi. Cái này mình gửi đến anh em giá là 135k bao ship ha. Mã số 1 nha. Đó, cần về ngoại hình còn đẹp. Cần Olympic Made in Japan nha. Mã số 1 ha. Lên mã số 2 nha. Mã số 2 là một cây cần của... Cây này là cây Vertex ha. Cây Vertex. Dài là 3m6. Chất liệu là carbon, bao gồm có hai khúc ha, mà cây này nó đặc biệt lắm anh em, là hai khúc mà nó còn dây trong nữa ha. Đó, nếu mà anh em thích thì chỉ câu đoạn trên ha. Đây, dây trong nha, chất liệu là carbon xoắn, dây trong rồi, chất liệu là carbon xoắn nha. Đó, carbon xoắn nè, cái đọt xoắn nổi gân ha. Đó, xoắn sợi. Đó, xoắn nổi gân cộm này. Cây này đẹp lắm anh em. Nói chung là thứ nhất là cây này là hàng độc. Thứ hai là lạ. Thứ ba là về ngoại hình còn rất đẹp ha. Mới, đẹp. Đó. Rồi, ngoại hình tổng thể như thế này nha. Đó, khi rút gọn lại thì nó gồm hai khúc. Đây, ha, rút gọn lại nó tầm 1 mét nha. Đó, có hai khúc. Dài là 3m6 ha. Khoen bát là Fuji FS5 ha. Rồi, để mình xem cái đọt nó mấy ly. Cần dịu nha anh em, cứng nó tầm nhẹ thôi chứ không cứng ngắc đâu ha. Cái này là đọt 1.4 ha, đọt 1.4 để câu ISO được nè, câu chép giết rô phi ha. Đó, khá đẹp nha. Rồi, cái này mình gửi đến anh em giá là 330k bao ship, mã số 2 ha. Mã số 2 nha. Rồi, lên mã số 3. Mã số 3 đây nha. Mã số 3 là một cây cần 3 khúc ha. Dài 2m7. Khoen bát là Fuji FS7 nha. Cây này nội địa Nhật luôn anh em. Xem cái đọt. Đọt của nó là... Ô, sao cái đọt to dữ vậy ta. Đọt nó hơn, đọt nó tầm 2.7, 2.8 á nha. Ồ, cái này sao đọt to vậy. Đọt 2 ly thôi mình tính đi. Đọt 2 ly rưỡi thôi. Bát là Fuji FS7 ha. Khoen là trồng sứ đá trắng nha. Khoen trồng sứ đá trắng này. Đó. Về ngoại hình thì cây này còn đẹp anh em. Cây này còn đẹp ha. Gốc ghiếc nhìn còn rất đẹp. Khoen bát chuẩn. Rồi, dài 2m7. Đọt thì tầm 2 ly rưỡi trở lên ha. Đọt lớn 2 ly rưỡi. Cái này mình nghĩ nó cứng tầm cái này nó phải cứng tầm 30 nha. Cứng tầm 30 ha. Rồi,
mã số 3 nha. Mã số 3 hôm nay mình gửi đến anh em giá 300k bao ship ha. Mã số 3 nha. Rồi, lên mã số 4. Mã số 4 là một cây cần ISO ha, cây ISO. Ngọn là đọt số 2 ha, dài 3,5 m, dài 3,5 m cần ISO nha. Cần ISO chất liệu phíp ha, chất liệu phíp. Về ngoại hình thì đồ vải mà chắc cũng không còn là mới leng keng đâu, nhưng mà khá chất á. Khoen bát là Fuji nha, khoen bát Fuji. Có 7 ha, có 7 khoen nha, khoen bát Fuji có 7 khoen. Đọt của nó là đọt cây này mình đo là 2 ly nha, cái đọt 2 ly ha. Rồi, nặng là 290 g. Gốc là 23 ly ha, gốc đo 23 ly. Đấy. Rồi, cây này mã số 4 nè, mã số 4 mình gửi đến anh em giá là mã số 4, một cây cần ISO giá 280k bao ship nha, 280k bao ship, mã số 4 nè. Rồi, lên mã số 5 nha. Mã số 5 là một cây cần ISO ha, ISO đọt số 1, dài là 4,5 m. Bát là Fuji FS6. Đây, tên cây cần là Sensoy Rip ha. Đó. Rồi, cây này thì về ngoại hình thì còn đẹp anh em, chất liệu là carbon xoắn ha, carbon xoắn vòng. Ồ, khá đẹp ạ. Cây này còn đẹp lắm. Rồi, dài thì 4,5 m thôi ha, carbon xoắn vòng. Carbon cần ISO khoen nhỏ nha, ISO khoen nhỏ, carbon xoắn vòng. Về ngoại hình thì đẹp ha, không thấy nhiều vết chảy xước đâu. Nói chung rồi, khá ổn ạ. Cái đọt của nó đọt nhỏ nha anh em, cây này đọt nhỏ ha. Đọt có 1 ly thôi nha, cây này đọt có 1 ly thôi. Nặng thì 130 g ha, đọt 1 ly nặng 130 g. Ồ, khá chất á. Cây này là nội địa Nhật nha anh em, nội địa Nhật nha. Đó, cần nội địa Nhật. Rồi, khoen thì có tổng cộng là có 7 khoen ha, có 7 khoen. Đây. Đó. Sở hữu dàn khoen Fuji nha, sở hữu khoen Fuji ha. Ồ, khoen cũng còn khá đẹp nha anh em. Toàn bộ dàn khoen còn đẹp hết ha. Dài 4,5 m, nặng 130 g. Ô, cây này nhẹ. Nếu vậy cây này rất là nhẹ ha. Đây, lóng gốc của nó đây nha. Carbon Concession này, hai quality này, là dòng dòng hàng xịn đó nha. Chất đó, độ cứng cao đó. Hai quality này là độ cứng cao này, carbon có độ cứng cao ha. Rồi, cái phần gốc thì ở đây mình cứ thấy sờ vô thấy nhám nhám nha anh em, thấy nó nhám nhám nha. Nhưng mà lên đây bắt đầu trơn này, lên đây bắt đầu trơn lại này ha. Rồi, cây này mình gửi đến anh em giá của nó là 800k nha. Nay bán cây này rẻ ha, giá 800. Cái này mọi khi mình bán còn triệu mấy không à. Đúng rồi, dài 4,5 m, hôm nay gửi đến anh em giá 800k nha. Đó, một cây ISO ha, đọt số 1, dài 4,5 m, nặng 130 g. Phần gốc mình đo tại đây là 21,5 ly nha, đo tại đây ha. Rồi, đọt cây này 1 ly anh em, hàng nội địa Nhật nha. Đây anh em, hai quality carbon này, concession này, là độ cứng của cái carbon cứng cao ha. Đó, khá cứng chất đó nha. Rồi, mã số 5 ha, mã số 5 800k bao ship nha. Rồi, lên mã số 6 ha. Mã số 6 này là một cây hàng hệ luôn anh em. Nói chung cây này thì về ngoại hình là cực chất rồi. Cây này hàng hệ nha. Khi mà mình nói đến hàng hệ thì anh em yên tâm nha, là nó sẽ đủ kích thước, khoen bát, tất cả mọi thứ là còn zin ha. Không thiếu bất cứ gì nha. Từng cái khoen, cái bát là zin hết ha. Rồi độ dài chuẩn nha. Thì cây này là dài chuẩn của nó là 5,3 m ha. Độ cứng là 3. Bowverlope ha, Bowverlope Super nè. Đó, cần của hãng NFT nha anh em, của hãng NFT. Đó, về ngoại hình cây này có bị dính sơn một xíu đây thôi, dính keo quá anh em,
Còn ngoài ra là còn đẹp hết ha. Cây này mình chưa thấy, cũng không thấy nhiều vết chảy xước gì đâu nha. Chủ yếu là vết dính keo dính thôi, chứ còn chảy xước là không thấy. Rồi, cây này sở hữu đây nha, bát là Fuji ha, Fuji Seed 22 nè. Đó, nó ghi rất rõ ràng nha, bát Fuji Seed 22 nè. Rồi, cần power lốp ha, độ cứng là 3 nè, dài 5m3 nè. Đó, cái này hàng chuẩn nha anh em, còn zin nha, sản xuất bởi hãng NFT nè, nội địa Nhật nè, tem bát. Cần về ngoại hình thì còn rất mới nha. Đây, carbon nó xoắn nè anh em, nhìn thôi khỏi chê ha. Cái này còn mới lắm. Này, có dính vảy cá nè, mình chưa chùi đi được. Đó, đẩy nhẹ là nó ra ha. Đó, cây này thì đẹp rồi anh em. Nói chung hàng hệ mà. Ô chà, nó cái khoen của nó là Fuji hết ha. Khoen bát nó Fuji hết nha. Đó, cần về ngoại hình còn rất đẹp. Nói chung là đẹp lắm. Cây này mình nghĩ trên 90% nha. Tầm trên 90% là về độ mới á nha. Còn chất thì chuẩn rồi. Đây ha. Cái chất cần thì là chuẩn rồi ha. Đó, không thấy vết chảy xước gì luôn. Hầu như không thấy ha. Chỉ thấy vết keo dính thôi. Đó, rồi. Cây này đọt của nó có 1 ly 2 thôi nha anh em. Đọt nó tầm 1 ly 2, 1 ly 4 á nha. Cây này cái phần đọt nó thì mình nghĩ nó tầm 1 ly 4 đó. Đúng rồi. ISO nha anh em, ISO khoen lỡ ha, khoen lỡ. Không phải khoen to, cũng không phải khoen nhỏ mà là khoen lỡ nha. Dàn khoen Fuji, dàn khoen hầu như còn mới tinh nha anh em. Chưa có một vết nứt, chưa có tì vết gì đâu ha, về dàn khoen của nó thôi đó. Tức là cần mới trên 90% mà. Rồi, cây này hàng hệ ha, cực kỳ chất luôn. Đúng rồi, mình không không thấy vết chảy xước. Đó, carbon và đẹp nha. Rồi, ok. Cái này mình gửi đến anh em giá là 2.200.000 nha, 2.200.000 bao ship. Một cây cần hệ ha, cây này thì đẹp rồi. Đó, anh em nhìn dàn khoen này nha. Dàn khoen là chưa có một vết sứt, vết nứt sứt xiết gì đâu nha. Dàn khoen hầu như còn mới tinh. Đó, gỡ dàn khoen bán cũng đủ phê rồi. Cây này câu ISO thì còn gì bằng nữa. Độ cứng 3 ha, độ cứng này thì chuẩn rồi. Dài 5m3. Cần của NFT, cây cần này đẹp lắm. Đó. Rồi, phần cán gốc ha. Đây anh em, phần cán gốc thì mình thấy có bị dơ nè, chỗ này có bị mòn mòn một chút xíu thôi ha. Đó, còn cái cần thì đẹp rồi, cần này gần như mới ha. Rồi, mã số 6 nha, 2.200.000 bao ship. Hôm nay mình lên 6 cây cần ha. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình nha, 0918720629 nha. Chào anh em ha. Rồi mình một lần nữa nha, mình cảm ơn anh em trên kênh, cảm ơn anh em ủng hộ mình và ủng hộ shop mình nha. Rồi, hẹn anh em video sau ha.